Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, cô xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Cái clip này con xin giới thiệu cô chú anh chị mình 5 cây sứ một cốt ha. Có một cây thì nó có một chậu thì con ghép thành 3 cây. Đó, đang hoa như hình. Cái hàng này là hàng hàng sứ giống không đó cô chú anh chị mình ha. Một cốt hồi đó con mua về làm giống, bây giờ con không có làm nữa cho nên con bán luôn. Rất là đẹp luôn nè. Trời ơi, một cái màu trắng tinh khiết luôn, nó có một cái viền, có một cái viền màu hồng rất là đẹp lung linh luôn cô chú anh chị mình ơi. Đúng là hoa sứ nó đa dạng luôn á cô chú anh chị mình. Đó, đa dạng về màu sắc rất là đẹp luôn. Cây này là cây sứ giống của con nha. Trời, đó mua 200.000, trăm mấy 200.000 cây không đó, mà giờ bán thanh lý cho cô chú anh chị mình luôn. Rất là đẹp luôn, màu vàng có cái viền hồng cũ hơi ngoái luôn. Rồi, cây này có tên là Hạnh Phúc nè, rất đẹp. Cây này thì ruby màu đỏ thắm, còn cây này thì là vàng ngọc ngân thân vàng, lá cẩm thạch, bông cũng khá là dễ thương á. Đó, cây này thì ba con chụm lại một nè, thân vàng ha, vàng óng ánh luôn đó, ba chụm lại một luôn. Cái này con thanh lý luôn cho cô chú anh chị mình, gồm có là như 3 cây, 4 cây là 7 cây ha. 7 cây này giá là 150.000, 150.000 phí ship bên người mua trả nha cô chú anh chị mình, do cái lô này giống đẹp không à. Rồi, liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668. Con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo ạ.